Theo thống kê, số ca mắc mới của Tây Ninh đã tăng từ giữa tháng 11 và tăng đều đặn. Hiện là địa phương có số mắc mới cao nhất nước, đứng thứ hai về số mắc trên 1 triệu dân, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Số ca mắc mới tăng cũng kéo theo số ca tử vong tăng. Tây Ninh đang có gần 15.800 bệnh nhân phải theo dõi, điều trị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản gửi Bộ Y tế, cho biết lực lượng tuyến đầu của tỉnh vừa phải đảm bảo điều trị COVID-19, vừa phải đảm bảo khám chữa bệnh thông thường, năng lực y tế của tỉnh đã thiếu, khó khăn nay càng khó khăn hơn. Việc gia tăng liên tục số ca COVID-19 mới dẫn đến bùng phát số ca nhập viện và năng lực y tế của tỉnh không có khả năng đáp ứng. Do tình hình kể trên, Tây Ninh đề nghị Bộ Y tế chi viện 100 bác sĩ, trong đó có 20 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 250 điều dưỡng và 10 kỹ thuật viên X quang. Lực lượng này Tây Ninh sẽ bố trí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện dã chiến tầng 2, tầng 3. Ngoài ra, Tây Ninh cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm một số thuốc hướng tâm thần, kháng sinh, chống đông, chống nấm cùng 20 máy thở chức năng cao, 50 máy thở dòng cao HFNC, 1.000 máy SpO2, 3 máy siêu âm chẩn đoán, 100 monitor theo dõi bệnh nhân, 400.000 bộ xét nghiệm nhanh và kháng nguyên. Tuy nhiên, đây là đề nghị hỗ trợ ở thời điểm giữa tháng 11, khi số ca mới hàng ngày dưới 1.000 ca, hiện con số này đã tăng mạnh và nhu cầu thuốc, thiết bị cũng tăng theo. Bộ trưởng Bộ Y tế vừa điều động bệnh viện E vào hỗ trợ Tây Ninh, đoàn y bác sĩ của Hải Phòng cũng đã có mặt để hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân mới như những ngày gần đây, Tây Ninh có thể sẽ rất khó khăn trong một vài tuần tới.